冷たいです。 Khi mà nó cứng vậy ha, xong một hai tiếng đồng hồ sau nó tan ra là sạch té liền. Đó, mới xin chào các bạn coi nè. Thiệt là nồng ấm quá. AZD, AZD chào đón mình. AZD thuộc Toyama Ken. Chào đón mình. Vâng, như thế này đây. Lena Kilo rảnh mình chết. Mới đến khu này sống tiếp đó là một trận mưa, trận tuyết chứ cực kỳ. Khu này mình sống cũng mình ngõ ngoài nhiều, Philippines, Brazil. Hình con gì á, có hai mắt nữa. Ông kêu vô xe lạnh đấy, đẩy người đẩy người còn lạnh như nước như tuyết vậy. Chỉ là phải yếu vì là giống đá bào mà lạnh luôn.
có một đôi. Thank you.
Ok, chào các bạn. Vừa bác tiếc không, có nào rảnh như mình không, đi một vòng chơi. Rồi giờ quay tiếc cho mấy bạn coi nè. Vui lắm, tiếc đi nè, sọt nè, y chang như đá bào nè. Nhưng mà khi mà nó cứng rồi á, bên đây nè, tới bắt đầu nó cứng á, đi không ấy là sọt liền luôn á. Cái phá nguy hiểm như lắm. Cảnh khu vực nhà mình nè, mới dọn tới chỗ mới, 2 ngày, AGD, Toyama kia, đón mình là 2 ngày tiếc liên tục. Bữa xuống xe một phát là mới xuống xe một phát tiết lớp lập bọc rồi một ngày hai ngày tiết chuyện đóng đó ta, thiệt là nhiệt tình quá mà đón mình ấm áp quá. Nhà không có internet nữa về lạnh, người ta ở nhà phải chơi tiết, người ta nghỉ ngơi với vợ con, nghỉ hè nghỉ tết với em tết với dịch con. Mình ngày 29/12 đi long nhau nghỉ tới 7 ngày, qua công ty mới ngày 7/1 mới bắt đầu đi làm. Giờ không biết làm gì, không có internet, có mình tự nó cơ, tự ăn tự xử. Đang đợi ông bạn người Brazil nào hứa không chở đi mua, chở đi gửi tiền. Mình phải gửi trả tiền cho bên Sukai, nó giới thiệu công ty Sukai giới thiệu việc làm cho mình. Mình qua việc mới là hạt kem thôi, nhưng mà thôi kệ, lương cũng được xanh 3 giờ, không biết có tốt hơn hay không. Mình qua đi coi công ty rồi cũng được, đi làm bên đồ nhựa thì mấy cái sản phẩm của xe hơi á, nhựa nhựa của xe hơi, chẳng hạn ốp lưng rồi trước của xe hơi đó, chẳng hạn Toyota, Honda, mấy cái mặt trước của xe hơi, không thì cũng được. Brazil, người Brazil cũng 4-5 người, Philippines mấy chục người, chẳng hạn là mặt trước của mấy này, nhiều sản phẩm, cũng có làm mấy bộ phận bằng nhựa của mấy chiếc mô tô, nhà đại lạnh tới 12 giờ trưa, 2 giờ rưỡi buồn quá, giờ chưa tới giờ lạnh đi gần đáp tiếp chơi. Nhóc nè, vệ sinh tiết biết rồi, nhà nè giờ tiết rồi quá kì, mấy cây mà có tiết các bạn nhìn thấy giống gì, mình tưởng tượng giống y chang nha. Mấy cái cây rau củ mà Nhật nó làm à, tamira nhúng bọng chim nhận đi, đẹp lắm, thề lắm, xe nào xe nấy. Chỉ còn nhìn thấy hai cọng rau giống như dế vậy, còn có hai cọng rau không đó. Giờ ha, tiết xong nhìn đẹp đúng không, khoảng một ngày sau tiết nó tan hả, nhìn xấu quá. Hai tiết không bỏ không sắn, nhìn thấy đẹp luôn đây. Không biết đi đúng đường nữa ta, phải đúng đi sai đường chắc chết luôn, không nhắc nhở. Con vẫn kêu ra quay tiếp cho coi, đẹp lắm mà, đẹp. Qua đây đi để con qua đây mới biết kìa, cái tiết tiết nó đẹp thế nào. Mình thấy nhà thấy không giống, biết trúng đường không á, nhìn rơi nhiều nữa cái tay cũng nó đi không dám đi xa, sợ đi xa quá ngồi kia không thiệt đúng. Cái đường nó lạ quá bạn, không có gì đâu, mấy bên kia nó không phải không, nó nếu mà bên kia cũng đỡ nha, mấy bên kia chắc tự giận luôn. Mình tiếp thôi nè, chiếc xe nguy hiểm cũng đỡ luôn, nhiệt bên đây nó cũng lịch sự lắm, nó không ai chứ. Trong Việt Nam chắc nó chạy banh sát luôn. Muốn quay lên đắp lên liền cho mấy bạn coi tiếp, mà giờ nhà không có miếng nét nữa, đang xài 3G cái điện thoại, một tháng có 3GB, đăng ký hôm qua mà nó phải 28. À, nhà mình tắt, đúng mình đi lòng mà, chặt quá. Mấy tòa nhà nhỏ nhỏ, khoảng 4-5 tầng vậy, không có thang máy.
nhà cũ cũ mà hai phòng ngủ, giá 35 rưỡi, mà giờ mình đang ở trong mình, đang làm hồ sơ bảo lãnh vợ qua, hồ sơ của mình đặc biệt, làm có 2 tháng, mới làm có 2 tháng thường là hồ sơ bảo lãnh vợ qua luôn, ăn thua nhập liều, không được thôi, đợi 3 tháng sau nữa, đây. Mình tiếp không ai, cũng bằng gọn. Tên nhật của mình, xuống, xuống sáng. 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 Mà 10 ngày của mình không có lương được nào đó. Làm hát kem. Chưa biết việc mới làm sao. Tờ của mình, xuống sáng. Cái phần cái kia một cái tác đây đây lắm mày đã thấy gì ở nhà chưa tết quá chậm không thấy nào tết cỡ nè giống rồi hết giống như tác phẩm nghệ thuật mình sẽ tu phim.